Nước con. Đây. Nước con. Đây, bố nào thật. Điểm số 2. Rồi, ok. Đây, bố ở đây. Đây, thuyền số 2 là thuyền ngoài, chúng ta chờ một tí. Đây, con cá. Bến xuồng du lịch Bờ Bắc của Hồ Ba Bể. À, các bạn thân mến, hôm nay bạn Vinh đi thăm hồ Ba Bể. Bạn Vinh đi thăm hồ Ba Bể. Ở bên kia có rất nhiều nhà đẹp. Vâng. Đây không phải kênh của anh đâu, kênh của em tên là Vinh Film mà. Vâng. Bây giờ đang chờ thuyền nhà Vinh nhỉ? À? Để chờ thuyền lúc nữa. Thuyền số 2. Số 2 nhỉ? Người ta đã đi về, mình bắt đầu lên đường. Ai đây?
phục vụ ngay từ bước chân xuống thế này. Bước chân xuống này mà nặng bụng thì không đi được, phải tí nữa. Quay xuống đây ăn. Bây giờ đây đông thế. Đây, chúng ta đang đi vào ao tiên này. Đi một đoạn thôi, không đi xa đâu, thoải mái đi. Cứ từ từ mà đi. Nhân dân phục vụ khắp nơi này. Đấy, ná này, súng cao su này. Chơi súng cao su này về cho bên đá không? Cứ cửa sổ nhà hàng xóm nó bắn thì thôi. Ok. Chuối nướng. Chuối nướng nó là bao tiền một chục? 10.000 năm cái à? Ôi giời, lại phá giá. Hàng cho chị 10.000. Tí nữa, tí nữa. Nhưng mà mở hàng bây giờ em ạ. Đi mua gì em ơi? Cũng cả phố này 50.000 bốn vịt này. Ôi giời ơi. Wow. 50.000 bốn bịch ạ. Em bảo chị mà em đi cha nó chúc sức khỏe này em ạ. Từ sáng đến giờ. Từ từ. Chưa ăn chưa uống gì giờ này. Bây giờ này rồi. Đang đi. Đấy, sắp vào đến ao rồi. Em bước cẩn thận kìa, dắt em cẩn thận vào bước vào cái chỗ rồi. Ngày xưa bố đi là không có cái dịch vụ kiểu này đâu. Mà ngày xưa là hình như leo ở trên kia thì. Dạ. Dạ, kinh doanh. Dạ, kinh doanh đông vui thế. Cua. Đấy. Hết rồi. Đấy, ao này. Đôi mắt đúng mẹ hết, hả hai anh em. Xin gái ơi, không phải đẹp trai nữa nha. Xuống bè, 5.000 một người. Nhưng mà không có ai canh. Ôi rồi thôi. Thôi không uống. Không uống, giờ chỉ có uống nước lọc thôi. Thôi đi con. Này. Như này là phải. Phải yếu yếu tí thì mới mua. Có mua thì làm quà không? Không. Ủng hộ nhưng mà vấn đề có phải khuấn được nữa chứ. Hả? 50.000 bốn gói đúng không? anh nhân ra luôn nữa thì đâu. À, nhưng mà em chưa có nhu cầu. Thì cẩn thận thôi.
5.000 để no. 5.000 chị cũng thấy vui nha em ạ. Đây. 50.000 4 bịch này. 50.000 4 bịch này. Là mua túi cá to này này. Xong. Xong, xong người mua vạn người bán này. Đây, trong người mua vạn người bán thế này. Vinh đi. Hả? À? Cứ đi xuống cẩn thận nha, Vinh ơi, đi ra chỗ không này. 30.000 đúng rồi, có ăn chuối không? Không cần nhân lắm đâu. Chỉ dừa thôi. Ốc. Ừ, chỉ dừa tát sạch thôi. Ốc núi. Đấy, đi vào cái chỗ bên này. Con sâu à? Con gì? Con sâu. Con sâu gì? Đấy. À, có cuốn chiếu. À, cuốn chiếu. Đây đi. Bắt con anh mang về nhá. Phải có bình chứ. Đấy cái chai, bắt con anh mang về cho bình nhá. Em mua mấy. Cháu ở môi thị về cho mấy nghìn. 5.000 cũng được. Ra gối lại 5.000 hay cho mấy nghìn. Đây quá rồi, đang đeo đi. Có măng khô hay anh chị à? Có cả măng tươi, măng nướng. Cá khô, cá nướng, chuối nướng ngon lắm. Em 10.000 chuối nướng. Chị than tẩn nơi. Em đi con tôm không? Tôm 15.000 một xiên này. Không ăn à? 5.000 một xiên mới bè ngon dần. Thi nhau đến. Một cái gì vậy bố? À. Đây con có ăn không? Chuối nướng. Chuối nướng ăn được. Đây cồi dây không còn ngã dây quẹt. Ngồi bên trong không dây quẹt ngã. Đây vào cho đây ngồi. Đây này mẹ. Mẹ cầm cho thằng nào nó ăn này. Chuối này thì ăn được. Thế mà dài dịch vụ ở chỗ này đông thế nhỉ. Chạy tí thuyền chúng ta đang bị trục trặc kỹ thuật một tí thôi các bạn. Vui lòng chờ đợi. Bớp kìa. Sắp nổ rồi.
Vinh ăn được mấy phiên đấy? Hả? À, 2 phiên à? Phiên của mẹ vào. Uống vừa thôi. Còn nước chả ở trong bình nữa nhỉ? Của dân này không ngon. Ừ, nó ừ. Ăn này nha, quý hả? Bo giả mãi. Đền An Mạ. Cái động này động nước này. Thẩm phây. Động thẩm phây. Thẩm phây cây. Thẩm sơn nhá. Cố tình thì giống nhau rồi đúng không? Không chạy đi từ từ thôi. Chỗ này là chỗ ta hóa vàng. Cứ chỗ nào ẩm thì dư phỉ phát triển. Con thiếu này. Nó có cắn đâu. Đâu. Nó cắn đâu. Thôi lên đi. Ok. Mày em nó. Em đi qua anh. Hôm kia leo hoa hang Phượng Hoàng rồi đó. Con ốc này. Đã thở không ra hơi rồi. Mẹ, con cả con ốc con mẹ. Con leo còn cao không nhỉ?
đến đây cò đấy là đến đây rồi. Đây là đền An Mạ trong tổng thể di tích khu vực Hồ Ba Bể khôi phục năm 2007. Để rác ngoài rồi, rồi. Rồi đường xuống này. Xuống không? Không. Cẩn thận ngã rồi. Kiến là có cái gì đây? Đâu? Cái đường dốc. Đúng dốc rồi. Dốc thật đấy. Đường dốc đúng rồi. Dốc phải đi xa ra. Anh đọc cái gì? Con kê của tôi. Đây là khẩn. Đây, tiếng tàu như tiếng máy bay này. Chậm thôi.
Đây là đã kết thúc chuyến đi thăm Hồ Ba Bể, gồm có ao tiên, đèn thì quên mất rồi. Nào các đồng chí ơi, chúng ta chuẩn bị kết thúc thôi. Kết thúc rồi. Hả? Đâu? Đấy, ngay trước mặt bố này. Khóa đấy, khóa đâu? Cái cây ấy, chỉ cho bố đi tiếp. Vinh ơi, từ từ, cất điện thoại cho bố cầm kìa, không rơi nước bây giờ. Nó mở lắm. Con đưa đây, bố cầm điện thoại cho. Đấy, đứng sau, xong đứng sau đây rồi ông ấy chưa? Đứng xuống đã. Đây, đứng này. À, vâng, đi về nhà. Đi về nhà mình. Nhà ai bố? Thôi kết thúc nào.